không có bình luận hầu ạ. Lê Hoàng Ngọc Thụy sao ơi. Chào mọi người nhá. Chân muốn nói chuyện làm dấu nhạc cọt chào Đức. Ừ, đủ đủ bá nhìn cả chia sẻ thì Đức đã là chụp cho bạn được biết đấy. Và đây là trang bịt của Đức chính thức vì có nhiều người giả mạo quá ấy, thì Đức lập một trang web chính thức để khỏi ai giả mạo đấy. Mọi người ủng hộ Đức nha. Nguyễn Hà Bảo Trân. Không có đâu em ơi, anh chỉ ở phòng với hầu thôi. Em chào anh Đức, em chỉ muốn hỏi là chính trạng trẻ của em ở đâu. Dương bảo anh, em vào nick chính mà hỏi em ơi. Nguyễn Trọng Quang ơi, sáng phong lại chim đây. Ủa, anh chim ở Facebook hay bếp đấy? Anh là chim ở bếp mà. Bếp À, anh bếp mà. à? Thấy anh Trọng Quang vào đây. Chào anh Tốt Sáng, chào anh Trọt nha. Này ai bài cho là chim.
Ở bên này nặng quá cho nên là tập đen hết cả giá rồi. Ai ở Việt Nam lành cũng để được cười cho ít ít nặng về. Tài ơi, sang phòng chơi đó. Đây. Tao là với tao gì? Đây. Đây là gì bikini qua đây. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào cho fan của Tài ơi, qua đây Tài The ơi. God. Tài ơi, qua đây. Ngồi này. Ngồi đây chơi tí gì đấy. Ăn mì tôm sao mày? Sao mày ngồi bên đâu mày? Mày bên đâu mày? Tao đổ mẹ toát ra mồ hôi rồi. Chẳng nghe đâu. Chẳng nghe đi. Đây này. Cho em lên luôn này. Anh ở phòng với Hậu rồi này. Để là nặng làm gì tâm lý rồi, toát hết mồ hôi rồi, live stream mà tâm lý hết hết mồ hôi rồi. Anh ngại lắm kiểu ít ít cũng... hôm nay Đức gọi qua phòng chơi cùng với Đức cho Đức Đức không biết nói gì ấy, để cho kêu gì thang gì chém gió cho. Nói chung là ngày hôm nay Đức livestream chỉ vì là muốn mọi người biết chẳng biết chung thật là của Đức ấy. Trao đổi thông tin với Đức, muốn nói chung là những fan mà chân chính của Đức á, muốn biết thông tin nhiều về Đức thì cứ theo dõi cái trang bay này, cái fanpage này của Đức. Đức lập ra fanpage này với cái mục đích là không để cho ai kết chạm nối kết nối mọi người mình cũng cùng với nhau và để cho nó lên đúng không? À, trời ơi. Ê! Đấy! Mấy anh em bên kia ơi! Chuyển qua xem Đào Văn Hậu đi, không xem Văn Đức nữa nha! Đấy có Duy Giang cái chém gió vui hẳn. Nguyễn Ngọc Nữ. Chắc có Le Băng Nữ. Tao Bình Nữ. Nói chung là những ai mà yêu mến Đức hay là muốn biết thông tin về Đức thì hãy theo dõi cái trang bay này. Có Duy Giang cái 5.000 người lượt trực tiếp luôn. Ghê thật mà. Cao chân thẳng. Về đưa anh Tình đi khám cho em ơi. Anh yên tâm, về rồi em sẽ đưa vậy anh đi hết. Nhìn Đức vậy thôi chứ Đức nãy giờ Đức toát mồ hôi hết rồi mọi người ạ. Toát hết mồ hôi. Ok, gì xin gái nhỉ. Levanson. Cho xe mày đi. Levanson. Ok. Ôi. Không say đấy. Khi phải trực tiếp. Được không được. Nó nhảy mà được kéo lên tầm khoảng mấy nghìn. Khả Bình chuẩn bị ra cái video này mày xem chưa? Không biết mọi người. Ok, Levinson Son khi Son, vậy cọp ơi Levinson Son crazy. Nghe nói Sơn mới làm đội trưởng đá giải đấy đúng không? Ừ, ai bằng nữa. Đây đội vô địch mà ghê chưa. Cọt với Jin Binky. Mong được anh chào lại. Chào Bích Lily nha. Chào anh Hậu nữa nhé. Anh Hậu ảnh livestream rồi em ơi, em có thích Hậu có livestream không? Nếu mà không thích Đức thì qua cho bên bên Hậu xem livestream. Không không thích Đức thì qua bên bên Hậu. Lê Mạnh Dũng, mạnh mẽ. Nó nói gì đây? Bây giờ đâu quay đâu. Không quay được. Hai bồ dạo này mặt hơi cũ. Lê Văn Sơn ơi. Mặt nói chung là cũng không cũ lắm đâu. Mặt trai quá rồi. Nói chung là Duy vẫn tự hào, Duy với Đức vẫn tự hào sáng hơn mặt Sơn là được. Hà Nội lành lắm. Duy vậy Đức gửi ít nắng về đây. Yên tâm, gửi nắng về cho đây lạnh lắm, ở đây nắng lắm. Tập mà ra cho cháy hết rồi.
qua 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 Đức qua 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 tặng cho các bạn này kìa. à qua thì hôm nào mà bạn nào may mắn thì về Đức sẽ tặng có cái áo với chữ ký của mình nhá, chữ của Đức cho nhá. Nói chung là giờ Xong bên đây là cũng bên mấy bên giờ này đó? mới có Bên hai này là giờ rưỡi 2:30 rồi. bên mình là 6:30. Bên này quận này là ở Dubai, ở quận Thời Philippines tiết bên đã đây ở cũng Dubai rất là ổn mọi người ạ. này. Anh Philippines đã ở Hơi nắng Dubai tí à? thôi, Hơi nắng tí thôi cũng không sao. mà vì thích tới yêu anh vô Sài Gòn cơ hội xem sẽ tặng Em sẽ tặng cho anh salon Salon pát Bar. tiếp. Anh cảm ơn Em tặng Nguyễn anh Thanh Salon Xuân. Bar hả? Anh tặng lại em Salon Ship. Em muốn salon ship không, để anh bảo Phượng cho hỏi cho em một năm free luôn, dùng salon ship luôn. Linh ơi, Nguyễn Tiến Linh ơi, Linh ơi sang phòng chơi Linh ơi. Hello Linh à. Lính Có mày chào thằng Liên này đỡ ướt đi. Thanh. Chào gì? Chào đi. Chào anh, thực sự em muộn anh sao lại. Chào Tú Hảo nhá. Này này. Chào tất cả mọi người. Đủ chưa? Chờ tí. Chào anh Đức, chào em đi. Nguyễn Tiến Linh ơi, em sang vào 1129 là chém gió nhá. 1129 Linh ơi. Cửa Bình Dương không nổi. Có người nhắc anh Đức của em kìa Linh ơi. Chào Sư mẹ, nhắc. mẹ tao. Chào mẹ. Con chào cô. Mẹ Vũ Thị Hiền, mẹ vẫn xem cơ. Mẹ rảnh ghê. Hà Nội sắp quá mọi Cọt người. về gì bớt cười đi, Hà Nội sắp có. Rồi, Bùi Tiến Dũng. Dũng ơi, lúc sáng tập mệt quá. Lúc sáng tập Sang mệt vòng rồi. chơi tí rồi Hôm nay hai anh em qua đây anh em xả stress, stress tí nào. Tư Dũng Dũng ơi, ơi. tôi nhớ ơi. Trần Minh Vương. Vương ơi, qua đây. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cho con tôi đâu chạy. Các anh ơi, Đây đây. anh Duy Đúng rồi, ở à, để đây anh Duy ở đây không đó không có được lạnh như Hà Nội, nhưng mà nắng quá làm dạ con tập nhiều quá nên gây cái bệnh nên nặng quá mày. Ai đẩy anh Duy? Linh ơi qua đây chơi. Linh Linh cầu trinh này nữa. chung là ngày hôm nay lên chủ yếu là Để để xác thực cái trang bếp của mình nhiều người giả mạo quá. đấy, Đức là sợ giả mạo. Dự sợ giả mạo quá Đức quyết định là cái Đức có Đức sợ có nhiều phiên bản Đức lỗi nên dành chút thời gian lên like cùng với mọi người, để mình và những ai mà yêu mến Đức hay là gì thì nhớ like và share để cho like và share được trong bay này mạnh, để cho mọi người cùng kết nối với Đức Đức con nhà bà cọt đây yes. Nguyễn Tiến Linh 1129 em ơi qua phòng chơi nhanh nhanh không anh đi ngủ ấy nhá. Đây Kim Tiến cố gắng trận đấu tiếp nhá. xem. Thằng thằng Dubai đấy. Linh quay đi ở Anh Dubai vừa nói đấy. công phượng của em thi đấu tốt nhà. Thế em bảo công vượng live stream đi. Chúc các anh có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Ngọc Trâm nhá. Cảm ơn Ngọc Trâm. Cái này để bây giờ mà tôi cảm ơn, chắc cảm ơn không biết Ừ, tới phải ngày mai không biết hết chưa ta. cảm ơn nhiều quá vì nhiều người quá. Em Mai Phương Phương Thảo này à, đấy. Chúc em thi tốt vì nhiều nhiều quá. Cảm ơn chắc. Cảm ơn Mai cũng chưa hết mất. Yến Nhi này cứ nói thừa của em, đồ đẹp trai Đức có thừa. Ôi trời. Em cũng sợ fake nên không dám like bếp nào cả, kể cả bếp này em còn không dám tin. Mà giờ em tin rồi.
Thật mà. Tấn Tài ơi, qua đây chơi. Có nhiều cái hot lắm. Ok, em bay qua như một cơn gió đây. Linh ơi, Qua qua nhanh nhá. Qua nhanh còn để anh ngủ. qua đây anh tuyển một con gà cao 1m84 cho em. Tại à, con gà này chưa chín đâu, chưa đủ độ chín nhưng mà hùng hục lắm. Bắn nó toàn chạy đi đâu á. Hai cầu thủ đẹp trai quá. Ôi giời. Ôi trời ơi, Khen em thế đừng thì. có Chưa nói có ba người mà khen đừng... hai người. Cho xem quay hậu tí đấy. Cho xem Ý, quay hậu tí đấy. Đấy, bây giờ gặp chưa, tay rồi đi đó, được thấy không? chưa? Không có sale nha, không có sale nha. Trời hỏi trời tin được không nhưng không có sale đâu nha. Trời tin được không? Anh ơi nói anh Sale trường lại là đi anh anh ơi, sao 91% sale người ta ấy. đã hốt thì sale hốt hết. Đủ bảy trăm lượt xem rồi, cho tư cái thẻ cao đấy. Tôi nhớ này nữa. Tư ơi, riêng tư thì Đức có thể cho tư cả bản thân mình luôn, không phải một cái thẻ đâu nhá. Free luôn đó. Nhớ nói là Em qua như một cơn gió. đây, ok, anh Anh sẽ cho, này, anh sẽ chi cho em. nhau mà để em lại chi Đây, 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 đây là hai đánh nha, gọi qua vòng chém gió thì đây. Xin chào tất cả mọi người. Đây, hãy kết Hello. kết kết bạn Facebook với Nguyễn Tiến Linh và Tấn Tài. Được follow lên. Rồi. Đây, để Đang kéo. được follow lên. qua nha. Đây. Qua chứ là kéo được follow lên. Kéo được follow lên. Đây, ok. Thế em có điều gì muốn nói không? Nói Không, đi chẳng em. có gì muốn nói. Có ai quay hỏi thì đi nói. đằng sau. Cái đằng sau này, đấy. Đấy cái thằng. Các bạn biết không, hai anh em nó tốt, hai Đây, anh em nó tốt nói lắm. cái là nó chạy qua ngay, nó phi Qua qua đây, ngay à? qua đây chiếu là Đấy, kéo dùng được cơn follow gió. cho nó lên thôi chứ không làm gì nữa. Hai nó tốt quá mà. Nó có ý đồ gì vậy? Má mệt hết rồi. Mới nút chạy con tí mà mệt hết trơn. Đi. Phòng em vòng bao nhiêu vậy Tài? 1117. Ôi giời ơi. 1117 hả? Lần mới, sau đi. Mới qua qua đây được học tiếng Anh ghê thế. Mọi người thấy không? Mới qua đây là được bao nhiêu ngày nhỉ? Qua xong chung đồ đưa lên cao. Quà tặng nhé. Quà tặng ấy, quà tặng của đây. Đây. Ok, được cái tại. Facebook em quay là quay Tấn Tài đúng không? Quay ngược lại. Mặt Facebook em là Tấn Tài. Mặt Ok. xấu nó kém. Mặt xấu. Mặt xấu nó kém. Đấy, anh em sang đây chém gió tí vui. Chào anh Đức Vinh. Cô bé mùa đông anh kêu tiền em cho em đi học bài đi. Ok. Ôi có Linh với cái gì Tài. vậy? Mai nêu nói gì ông gì hôm nào cũng có mặt vậy thôi, anh về nha. Về đi. Thôi thôi về thôi, đi chơi đi đã. Mấy mấy về khi đi. có máy có livestream mà có hai 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 ông em này sang chơi quá, con Tài với Linh ở Bình Dương sang chơi quá. Ở trong ngôi của ai à? Đây thì em thích làm cái gì thì em. Trời tim kìa. Tim kìa. Này. Đây, đây là năm anh em đây. Đây. Trời tim kìa. Được. 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 Bật chết. Chết. Ghi là gì nhỉ? Nhắn vô để thầy mô tả khỏi cũng được luôn. Ghi là gì nhỉ? Em đang gì thì em đang cái gì đấy là nó phòng. Đấy, có đúng Đây mấy 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 đứa này sang cái là nhộn nhịp phòng hết. Tài ơi, lên 8 8.000 trò chuyện hả? Trực tiếp rồi. Cho thêm một người cho vui cũng được. Ghê. Trò chuyện gì? Trò chuyện nó vui. Gì ấy? Trò lại gì mà? Trò chuyện nó những cung hậu. Ok, thoải mái đi, được rồi đó. Rồi, anh giờ em, giờ thoải mái rồi. Đội duy mạnh ơi. Anh ra chim bạn với. Bạn Thôi bỏ luôn đi. Phòng phòng mà khấu đi á. Đấy, đi ở Diamond nữa. Diamond. Mà khấu là gì đó? Diamond 15. Diamond ghi sao ta? Đi à. Ôi, nó mới tiếng Anh rồi, nó mới. À, nó mới lúc một nó phát tiếng Anh ra, bây giờ nó hỏi Diamond ghi sao ta, không tin luôn á. Bạn tìm cái gì? Ui, giữa anh Đức tặng rồi. Trời ơi, người ta mang cái trong tim luôn nè. Anh Đức ơi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, quá. Anh em này. Dưới anh có bên này. Rồi cách có bên này. Bên kia có ai nữa chưa không? Chưa. Mọi người nhớ vào Đoàn Văn Hậu mà xem tiếp nhá. Đoàn Văn Hậu cũng đang livestream ấy. Ôi, ok, độ chi mạnh. Con người xem. Mạnh ơi xem một tí đấy, rồi đấy, ngủ đấy, nhá. Con người xem á. Ê ê này. Nguyễn Phong anh Harry Phạm này, anh Nguyễn Phong Hồng Duy nhớ giành vị trí bên cánh phải nhé. Đoàn Văn Hậu đã cặp. Đã cặp. Nhé anh. Ơi trời ơi. Cảm ơn em. Được xong rồi chưa? Xong chưa? Chứ còn gì nữa? Hả? Xong rồi đi ra mọi người. Có gì đâu. Okay. Tôi là chim chơi chơi gì đã. Bây giờ có hết. Là chim chào tí. Sao? Thì bình thường, người bạn nói gì bình thường thôi, gì đâu. Chào em chúc
quê bác. Ok Minh Tài chúc các anh. Em ơi, giờ đây là đội bọn anh là đội tuyển rồi, không phải U23 nữa đâu. Đây giờ đội tuyển Việt Nam rồi. Em tới em bấm luôn rồi. 1 giờ bên này đi ra sân bay. Chị cắt lên rồi. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. 5 giờ sáng ở Việt Nam. Phạm Dương, chị đang nấu cơm mải xem em đã chín đây. Yes. Đây là, xin giới thiệu với các bạn, đây là Linh Cầu Trinh. Đến từ câu bộ bên các bạn Bình Dương. Và đã có người yêu, cho nên là đừng có... Chắc là đồng đội của Văn Đức à. Nếu như mà ai muốn đập vợ chậu hoa cướp đập Linh thì ok. Đập chậu cướp hoa chứ. Lấy lộn, lấy lộn. Lấy hoa để chậu ấy. Đây, đây còn là Tấn Tài đã có người yêu chưa? Để còn biết. Cảm ơn mọi người nha, mọi người đã yêu được 4 năm rồi. Có người yêu chưa? 4 năm rồi hả? Thì chết cha rồi. 4 năm rồi. Chết cha rồi. Tại bảo là cướp fan của... Ờ đây rồi. Đoàn Văn Hậu đang live stream trực tiếp để cướp fan của Văn Đức rồi. Còn đây là thằng Duy Bikini mặt xấu đấy. Mặt xấu nó kèm. Mâm nào cũng có đấy. Mâm nào cũng có mặt đấy. Anh em nhớ mua son ủng hộ Duy nhá. Ui son dởm lắm, mình mua rồi. Nó không có đâu. Sao em lại dìm anh Duy thế? Mấy khi để anh Duy lên tí. Mua son dởm, mua son dởm lắm được mua. Đây là son 20 năm mà. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy, nhà phân phối son lớn nhất Việt Nam. Có cái son 20 năm. Son Binky, đúng không? Binky đúng không? Giới thiệu hơi quá. Thì mình chém gió vui thôi mà. Chém gió vui thôi mà. Chém luôn hả? Chém luôn. Chém với anh Bảo. Anh Đức, anh đã có người yêu chưa? Chưa, anh chưa. Anh làm gì đã có người yêu? Anh đang còn sợ ý đây này. Anh đang còn sợ ý đây này. Không biết mấy bạn nữ ở trên đây, trên xem livestream của Đức là có bạn trai chưa nhỉ? Kìa. Sẽ hỏi coi mấy bạn gái. Có bạn trai chưa nhỉ? Các bạn gái đang xem trực tiếp đây. Đức là Đức có bạn trai rồi đấy nha. Đức là Đức có gì đấy. Đức có gì đấy. Làm. Nguyễn Huy Hùng này, Nguyễn Huy Hùng, chào Nguyễn Hùng ấy. Anh Linh ấy, anh em mình chào, chào Nguyễn Huy Hùng nha. Chào Nguyễn Huy Hùng nha. Úi dồi, chào kìa. Nhìn chào kìa. Thanh niên mới thanh niên. Hôm nay chuyện mấy bắt sao mà nhà mình. Ờ, anh chuyện gì rồi, em được rồi đó. Bình Dương ngày hôm nay được rồi. Mọi người nhớ sang bên fanpage của gì Đoàn Văn Hậu. Xem như Hậu với Hậu nhiều lắm. Là trên fanpage à? Anh Hùng ơi, anh xem đây là bao nhiêu người mà anh nói có hai thằng ngất. Linh, sao để anh Hùng nói có hai người? Đây anh em đông như thế này mà anh Hùng nói có hai người. Anh Hùng nói đâu rồi? Anh Hùng ơi, anh em đang chém gió vui quá trời đó. Trời ơi. Ôi son sell đi, son có sell không? Có sell không? Để quảng cáo son sell. Son mắn mắt mà cố lên. Son bao nhiêu phần trăm nhá? Đây son này. Mọi người đừng mua nhá, son đắt lắm. Nguyễn Đức Hùng, chào Nguyễn Đức Hùng. Đây này. Nguyễn Đức Hùng nói là được có hai thằng ngất. Chửi anh em mình ngất. Rồi, đồ quỷ sứ này, anh Hùng ơi. Hưng Béo ơi, chào Hưng Béo. Chào Hưng nhá. Hưng ơi, đi. Hưng Béo ơi, sức chân như thế nào rồi? Đi qua Hàn chưa? Anh Hùng ơi, qua đi chơi. Qua vòng 1129 chơi anh Hùng ơi. Hả? Thì không, chào tôi thì mình chào lại. À, chào anh ơi. Anh. Anh thấy cái anh em nói. Đức ơi, chị không thấy biến bên này Hạ thành Đông, nhưng chị có thể biến em thành phi công của chị được không? Trời ơi, Linh Trang Nguyễn ơi, cây này thì chết. Mấy đứa kìa, chào Lục Xuân Hưng cây mấy đứa ơi. Chị à. Tài ơi. Thằng Đức nó thằng công công rồi. Chào ai, chào ai. Chào Lục Xuân Hưng, Lục Xuân Hưng. Em chào Đức. Đấy. Chị bình thường. Cứ bình thường mà, là sao đâu. Câu nó hay mà. Câu nó hay nhỉ. Thằng Đức nó thành công công chứ nó hơi không thành phi công được đâu chị à. Cái gì kìa. Nó chạy nhanh mà. Lướt nhanh lắm. Có ngủ đi mấy thằng ngạo, thằng ngất là ngáo. Rồi anh Hùng ơi, sao anh lại như thế? Bọn em lâu lâu mới sang phòng chơi đấy. Hôm mà hôm nay là nghề tao không tự tin được không? Tin được không? Có biết tin được không? Trời ơi, trời ơi, biết tin được không? Trời ơi Linh ơi, cái này thì chết. Ít người xem nhưng mà chất lượng được. Yên tâm tí nữa nó sẽ chạy sang bên em thả tim đi. Lấy. Anh em thả tim đi. Anh em bắn tim nó.
đây. Đây là hai người đang làm cái gì đấy? Cái trò gì đấy? Lên đây. Mày mới đang ảnh. Yên tâm. Yên tâm, Đức và Duy sẽ có một thời gian sẽ công khai sớm thôi mà. Duy nhỉ? Đức và Duy sẽ công khai sớm thôi, đột quỵ sứ này nữa. Duy là Duy đứng giữa chứ không biết làm sao luôn. Đây, Duy cứ sang Nguyễn Thành Trung. Nguyễn Thành Trung cháu cầu chào các chú. Trung ơi. Em lập đâu nhưng mà em ít khi em đăng cái gì á. Hậu ơi, Hậu. Bây giờ anh Huy Hùng nói gì này? Anh Huy Hùng nói này. Cọt ơi gửi lời chửi thằng Hậu hộ mạnh nhé. Là sao? Ừ. Chửi Hậu ơi, thằng Duy Mạnh nó chửi Hậu ơi. Hậu ơi, anh Mạnh gửi lời chửi Hậu gà. Anh Duy Mạnh ấy. Anh Mạnh á mà cô. Hậu gọi tên em với à? Ôi là Trần Thị Thanh Ngân. Nhiều quá. Hồng Loan chúc đội tuyển một năm tái hành thành công. Đức cảm ơn nhé. Và hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng Đức và đội tuyển nhé. Ai theo dõi fanpage này nhá. Đức cảm ơn. Gửi ít nắng về. Đây. Nắng bên đây xấu lắm. Thằng đây là Tấn Tài mà hồi xưa là tóc nó đen thôi nhưng mà qua đây tập có mấy hôm là tóc nó thành he à. Hai hôm. Nắng quá, tập thành he cháy quá. Rồi tiếp vào đây. Ôi, ở đây chơi tí đã Linh. Linh. Ở đây chơi tí đã. Chip cho chỉ có 10 phút đấy. 10 phút làm gì? Ở đây chơi đã. Em cứ vội gì đây? Anh Hoàng cũng kêu. Thấy chưa? Này, hai đứa qua cái mà 10.000 người lượt xem rồi, hai đứa ghê. Ghê nhỉ? Ghê. Anh em tiếp thêm động lực. Nhưng mà em đang ước gì em được nhận được sự lời chúc nhiều dân Đức nhỉ? Nhưng mà thật sự là mọi người thông cảm vì hai. Thật sự mọi người thông cảm vì là hai người này là hai người đã có gấu rồi. Đồ bán Đức Sport. Đây là hai người có gấu rồi đấy nhá. Đâu? Đây là hai người đã có gấu rồi đấy. Em làm gì có gấu? Em có người yêu rồi luôn. Em có người yêu rồi. Cái gì đây? Xem. Chém gió của em nào? Em nhiều lắm. Bạn nào chưa có Đặng Hùng Dũng hả? Má em tưởng Đặng Dũng. Đặng Hùng Dũng ơi, Đặng Dũng xem đâu, Đặng Dũng là anh. Duy Thường Việt theo đây. Thánh chạy được đâu. Cảm ơn Đức đội tuyển. Lên chưa? Chưa. Bao nhiêu rồi? Mới được có 80 người à? Gì? Sao ít thế? Sao trăng? Hả? Sao mà trong bưng bên em ít thế? Em phải, em chia sẻ với Facebook của em chưa? Em phải chia sẻ, lấy cái Facebook của em chia sẻ xong rồi nó mới được nhiều chứ. À có phải cái đợt mà anh chia sẻ đó? Anh chia sẻ là thế bây giờ anh đang quay ở thì anh tại vì anh là anh lập một cái trang bếp này để khỏi người khác dạ mạo với trang bếp của anh ấy, nhiều người dạ mạo quá. Em nói bây giờ anh đang like bằng fanpage hay là anh like bằng trang bếp mà đợt chia sẻ bằng Facebook toàn tim không kìa, toàn là ai nấp dưu. Có ai yêu Đức không nè? Ủa ui dồi, cái trần này đang chân nhiều hơn kìa. Dột đấy thì anh cũng dột, lúc sáng dột đấy. Đây em cũng dột này. Do mình chạy á. Tập nắng quá. Mình chạy cái gì cơ mà. Cái gì chắc này, cái gì này. Mình trụ nhiều quá. Ghê quá. Chúc anh chúc các anh dứt điểm thi đấu. Romelu Lukaku qua vừa ghi bàn đấy. Anh Đức ơi. Qua kia bàn là trận đội sân đúng không? MU thắng 2 trái. Thắng đi cái sổ. Ông Lukaku ra không? Bên này đang là 14 giờ 50. Ôi trời. Chờ mày giờ mới được chơi. Em chúc anh gọt vào đội tuyển. Thật sự thì giờ nhiều người chúc quá. Đức mà cảm ơn chắc phải cảm ơn từng người mất nhiều quá. Thôi Đức gửi lời cảm ơn đến mọi người chung. Nếu mà mọi người đi sẽ chồng mọi người ngẫu nhiên nhé, nếu mà Hậu sẽ lên 2k thì nha. Để Đức cảm ơn mọi người nha. Đức sẽ bán tim dành tặng mọi người đấy. Son này người nhớ like và share nhá. Đi sẽ chồng ngẫu nhiên một người đi rồi, đi tặng son này. Linh ơi, Linh em bắn tim tặng mọi người cái bắn tim kiểu sao cho thấy gái quay đấy rồi. Yes, ok, đây Tài bắn tim tặng mọi người cái. Ok, đây là Đức đấy. Đức tặng mọi người nhé. Đây Tài này, Duy Thường này. Tài tóc dạo này đẹp thế. Qua bên này đánh quá cháy rồi đây.
Hai bên như nhau mà. Hai Lê Khánh Ly, em gì? Chào anh lần thứ N. Nhìn anh em mình bằng cách anh Đức nhỉ. Mọi người nhưng mà lát rồi. Mọi người có khác mà máy này nó à, lắm. Bắt xấu rất kém. Chúc các chàng trai năm nhiều thành công. Cô nghe ghét nè. Bắt xấu rất kém. Mặt sau rất kém rồi. Nó kém. Anh là quản lý của Hậu Duy Đức mà. GA mâm nào cũng có mặt. Thế GA chào người sáng tập đoàn. Mọi người không cảm đi, anh quản lý của Hậu Duy Đức nên có gì, cho đây. Gì anh mới chịu trách nhiệm hết. Đó, đi, đi, để thôi. Thôi Đức chắc đến đây thì Đức xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và Đức xin phép là Đức dừng livestream ở đây và qua hậu chơi xí. Thôi anh Đức hát gửi tặng mọi người một bài đi. Thôi hát anh hát được độc rap. Duy chào mọi người đi, Duy để Đức tặng lời qua cho mọi người qua hậu. Mọi người qua hậu nhá. Ừ, chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Mọi người hãy like và share. Mọi người hãy like và chia sẻ nhé. Và chuyển qua đây. Nha, mọi người qua trang web của Hậu nha. Nhưng mà nhớ chuyển kênh qua Đồng Văn Hậu nha. Nha, mọi qua người luôn nha. Qua luôn nha. Rồi, qua luôn nha. Qua bên kênh Đồng Văn Hậu có nhiều cái bất ngờ lắm. Qua luôn đi nha. Đang hot. Nha, đứt sau mọi người. Qua luôn đi nha.